saying me long. I like it here. Only one thing today. Ajahn, creepy danger. Okay. Ngán gì em ơi, cái nghề này em ơi, tao phải chơi game cho vui đâu. Chơi game cho vui là giờ tôi không muốn chơi đâu. Nếu mà giờ tôi nghĩ game là, nếu mà giờ tôi không làm game thủ nữa là tôi không chơi game nữa đâu. Chơi game làm gì đâu. À, tôi bên nhầm rồi, phải giết sớm mới đúng, tự nhiên tôi bên AD nó, cái này nó bị gói luôn. Win sếp mới chịu rồi. Cái heo nhầy ăn con xe thì mất cái heo ha. Cái gì mà trả giá, đâu có gì miễn phí đâu, có gì nó miễn phí được hết á. Má ông kia chơi game đúng luôn á, ông gần kìa. 3 phép 3. Bãi nồi 3 phép 3 bách luôn. Má thấy đá quy rồi, dụ cho nó bay vô bách luôn. Bãi nồi chịu rồi, có thể chịu rồi, chịu hẳn luôn. Đá thì thôi. Trời ơi, Lee Sin xuống ngựa. Sao mà bé chạy đây? Gờ đâu? Cái này nó hỗn nha. Bây giờ không có đồng hồ chứ bà. Ừ, hay, xét hay. Không lát đâu, cho đi luôn. Không lát thì cho đi luôn. Chó cút không láp mà láo. Ơi này nó có gờ, nó lia sống chạy kìa. Lại còn 4 ga win anh em ơi, win pha win luôn, ăn 4 win luôn. Từ để gầm ga win, giờ win không có mục tiêu gì đâu.
Trời ơi, không đỡ nữa da. À chịu biết rồi. À lỗ luôn á. Nhà pha này lỗ luôn á. Trời ơi, pha gì mà nó không đỡ chiêu luôn kìa. Vậy trời à, chạy ra ăn rồng đi, chạy đến tấp nữa. Ờ, không gờ đây nó đi gần gần luôn. Này quá vui rồi. Này sơ. Ăn con kiếp đi, đúng rồi, đánh hay là cho ăn hết. Muốn ăn gì cho đó. Hay là được. Đánh hay là được hết nha, phần thưởng rồi đánh hay đấy. Ơi. Bắt anh em, bắt gần 4 anh em. Thế nào hay tao nói nha. Rồi, 5 sao, còn 5 sao nữa. Mình còn thi đấu. À, đù. À. Ơ, tôi nghĩ là Nghi Lam nó chuẩn bị nó đang bắt về á. Bắt về TP ra, cản được pha này là quýt luôn nha.